chỉ cần tham quan dự án Descender, anh chị có cơ hội ghi hai cái chiếc xe này về nhà anh chị khách hàng nhé. Xe này xe máy chưa hết đâu, nó còn một chiếc xe ô tô Hyundai Tucson ở bên này nè anh chị khách hàng. Đó, anh chị khách hàng thấy không ạ? Rồi, bây giờ Giang sẽ chia sẻ về cái dự án The Standard cho anh chị khách hàng cùng tìm hiểu qua. Thì trước khi mình tìm hiểu về cái dự án thì Giang sẽ chia sẻ chủ đầu tư dự án này là ai. Thì mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang ha. Thì đầu tiên Giang sẽ giới thiệu về chủ đầu tư phát triển dự án The Standard, đó là chủ đầu tư An Gia và kết hợp với tập đoàn Redup của Nhật Bản. Thì chủ đầu tư An Gia là họ đã phát triển được hơn 8 dự án rồi. Thì có những dự án đã bàn giao nhà là Riverside nè, Skyline nè, River Panorama nè và K89. 4 dự án này nằm ở khu vực La Casa quận 7, đã bàn giao nhà rồi luôn nha anh chị khách hàng. Rồi một dự án ở Vũng Tàu, đó là dự án Đời Sống ở Vũng Tàu nè. Thì khoảng là quý 1 2022 là sẽ bàn giao nhà khách hàng, đó là rất là gần luôn. Thì tuần trước Giang cũng di chuyển xuống Đời Sống là xây dựng cũng xong hết trơn rồi. Và một dự án ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, đó là dự án Westgate, ngay vị trí cực kỳ là đẹp luôn. Thì vừa ngày hôm qua thôi là Giang đọc một bài báo của Tuổi Trẻ, thì Giang được biết là Bình Chánh sắp tới sẽ lên thành phố khu Tây. Thì khu Đông thì có thành phố Thủ Đức, khu Tây thì có thành phố Bình Chánh. Nếu anh chị nào muốn đầu tư dự án Westgate thì vui lòng liên hệ với Giang nha. Rồi đó là An Gia. Còn Redup là ai? Redup là một quỹ đầu tư bất động sản, họ chuyên đầu tư vào những công ty bất động sản tiềm năng. Chính vì vậy An Gia cực kỳ là tiềm năng nha anh chị khách hàng. Thì ngoài Việt Nam mình á, thì Redup có đầu tư ở một số nước giống như Bangladesh, Myanmar, Campuchia, Singapore nè, rồi Thái Lan luôn ha, có Mã Lai nữa. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu về vị trí dự án The Standard anh chị khách hàng. Đây là vị trí của dự án The Standard, là vị trí chúng ta đang đứng luôn nè. Thì từ vị trí The Standard này liên kết vùng cực kỳ là thuận tiện luôn. Thì anh chị có thể liên kết được những cái thành phố của Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa của Đồng Nai luôn ha. Thì 45 phút kết nối đến thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 45 phút nha mọi người. Lúc mà Giang có khách, lúc Giang làm ở bên quận 7 á, bên khu La Casa á, có khách hàng gọi cho Giang, Giang đi di chuyển đây đúng 45 phút thực tế đó, đi bằng xe máy. 30 phút kết nối đến thành phố Biên Hòa. 15 phút đến thành phố Thuận An nè, rất là gần ha. Thì thành phố Thuận An tập trung rất là nhiều trung tâm thương mại lớn. Có trung tâm thương mại Almond nè, rồi Lotte Mart nè, rồi những trung tâm thương mại lớn đang đổ xô về trên trục quốc lộ 13. Rất là thuận tiện luôn. Rồi kết nối 15 phút đến thành phố mới Bình Dương, rồi thành phố Thủ Dầu Một, rồi thành phố Dĩ An, 15 phút luôn. Thì đây là cái bảng về tiện ích. Tiện ích nội khu của dự án The Standard, thì chủ đầu tư An Gia dành ra 5 triệu đô để mà làm những cái tiện ích này. Và một cái clubhouse mà vị trí chúng ta đang đứng luôn, cực kỳ là xịn sò luôn anh chị khách hàng. Có một cái hồ bơi trung tâm nè. Ở đây là vị trí clubhouse, là chúng ta đang đứng ở đây nè mọi người. Đó. Rồi đây là sân gọi là chơi thể thao cho các em thiếu nhi, và vừa là sân đổ xe luôn. Rồi, còn khu vực này nè, mọi người thấy đây là khu vực BBQ. Rồi khu vực này khu vực gọi là để làm những gặp chiếu phim ngoài trời ban đêm á, cực kỳ là xịn sò ha. Thì và những tiện ích khác nữa. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho mọi người mặt bằng tổng thể của dự án The Standard của chúng ta. Nếu mà anh chị nhìn kỹ cái mặt bằng này á, thì dự án của chúng ta giống như hình một con cá vàng luôn nha mọi người. Đó, một con cá vàng ha, giá trị cực kỳ là cao luôn. Và vị trí của chúng ta là thị xã Tân Nguyên, có nghĩa là nguyên một cái thị xã Tân Nguyên, thì cái chỗ chúng ta gọi là đẳng cấp nhất, bậc nhất luôn. Anh chị ở một cái nơi cực kỳ là sang trọng luôn. Tại sao mình không chọn ở đây, thay vì mình mua miếng đất ngoài nở chơi chọi, mình sống trong một cộng đồng văn minh sang trọng, có luôn một cái clubhouse 5 triệu đô sang trọng đúng không ạ? Thì trong đợt này thì chủ đầu tư An Gia có những chính sách cực kỳ là tốt cho khách hàng mua hàng. Nếu anh chị nào muốn tìm hiểu chính sách đó thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855. Giang sẽ tư vấn chi tiết cho anh chị những cái chính sách thực tế, rồi những cái căn đẹp nhất còn lại. Anh chị muốn sở hữu thì nên sở hữu những căn đẹp ha. Và trong cái căn nhà phố của chúng ta là thiết kế cực kỳ là thông minh luôn, thiết kế theo dạng là tầng nha anh chị khách hàng. Dễ dàng nhìn thấy nè, từ ngoài bước vào á thì chủ đầu tư An Gia là một cái không gian để mình đổ xe nè ha. Và đây là không gian phòng, gọi là khu vực phòng khách phía trước ha.
chiều cao rất là cao ha, 4.5 mét. Rồi phía sau thì nó có một không gian để mình làm cái phần nhà bếp nè, và hai cái căn nhà phố nó sẽ khoảng cách với nhau là 2 mét, đúng không ạ? Rồi 2 mét ha, là tình khoảng cách tường này tới tường là khoảng 5 mét. Nó không gian giống như là sau này gác là anh chị cần đợi ở phía sau thôi, sẽ có bộ phận thu gom gác là họ thu gom ha. Nó sẽ nhìn cái nhà phố chúng ta cực kỳ là thẩm mỹ luôn, rất đẹp, giống như Giang đi ra Phú Mỹ Hưng á, Phú Mỹ Hưng cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Nhưng mà có một cái không đẹp, nếu mọi người để ý á, thì có những cái thùng gác quăng đằng trước nhìn cực kỳ là mất lịch sự luôn. Tại vì một khu đô thị gọi đẳng cấp nhất Việt Nam mà thùng gác quăng đằng trước nhà thấy nhìn nó vô duyên mà. Còn cái biệt thự của chúng ta là nó gác là đợi phía sau, nó sẽ khuất và có bộ phận thu gom gác, khi mà gác đầy là họ sẽ thu gom. Rồi cái phần là tầng mà Giang nói á, mọi người chị thấy cái căn này nè, đây là căn phòng ngủ ha, đây là một căn phòng ngủ, khi mà bước lên thang lên sẽ cặp căn phòng ngủ này. Căn phòng ngủ này nếu mà có cửa sổ, nó là tầng với cái căn ở chỗ vị trí số 6 này, nó sẽ tạo không gian giống như là vô cùng thoáng luôn. Ở đây nó có một cái giếng trời thông từ trên xuống dưới luôn nè, mọi người thấy không ạ? Cái giếng trời thông từ trên dưới luôn nè, nó sẽ đối lưu gió cho tất cả những cái căn phòng của mình luôn, nó sẽ tạo không gian cực kỳ là thoáng. Nếu mà không là tầng theo một cái đường thẳng á, thì thứ nhất cái phòng ngủ này sẽ nhìn qua được cái phòng ngủ này nếu mà mở cửa sổ, đúng không ạ? Còn tất cả cái này đều có cửa sổ hết, nhưng mà cái cửa sổ này á nó sẽ lệch tầng nên nó sẽ không nhìn thông qua cái căn kia. Giống như anh chị có khách, bạn bè anh chị đến chơi, anh chị ở trong căn chính nè, anh chị có cho bạn bè anh ở căn này đi, nếu mà mình cùng một bằng tầng á thì sẽ tự nhiên nhìn qua luôn, nhìn qua thấy sinh hoạt trong vợ chồng, trong gia đình luôn, thì nó kỳ đúng không? Thì cái thiết kế này giúp cho mình gọi là hạn chế được vấn đề đó, và tạo được cái đối lưu gió, và nó giúp cho tất cả những căn phòng ngủ của chúng ta cực kỳ là mát luôn ha, đúng không ạ? Rồi ở trên này mọi người thấy cái phần nhô này lên không? Cái phần nhô lên này để che khuất cái bồn nước phía sau này, nhìn nếu mà nhìn từ bên ngoài nhìn vào á, nó cũng cực kỳ là thẩm mỹ luôn ạ. Ha. Rồi anh chị nào quan tâm dự án The Standard, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị tham quan thực tế tiện ích tại dự án The Standard và những căn nhà đã hiện hữu và những cái căn đang xây dựng anh chị khách hàng nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard. Xin chào anh chị khách hàng.